Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái series rất là mới trên Mark Channel. Thật ra thì nó cũng không hẳn là mới, mà các bạn đã biết đến series Mark Talk rồi đúng không ạ? Trong Mark Talk thì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về rất nhiều những vấn đề liên quan đến công nghệ. Và đặc biệt là Mark Channel bọn mình đã nhận được cái sự hưởng ứng rất là mãnh liệt từ các bạn khán giả đối với series Mark Talk này. Nhưng mà có rất nhiều bạn yêu cầu là tại sao một tuần chúng ta mới chỉ có một cái talk, tại sao chúng ta không nói chuyện nhiều hơn, tại sao không chia sẻ nhiều quan điểm hơn về rất nhiều cái vấn đề trên làng công nghệ. Bởi vì các bạn biết đấy, ngày nào cũng có Mark Daily mà mỗi ngày lại là một thông tin mới. Thế cho nên là tại sao chúng ta không bàn luận nhiều hơn. Chính vì vậy là bọn mình đã bàn luận và đưa ra thêm một series nữa, đó là mini talk. Tức là về nội dung thì nó không khác gì Mark Talk cả. Chúng ta cũng sẽ bàn luận về các vấn đề trong thế giới công nghệ hiện nay, nhưng mà thời lượng của nó sẽ ngắn hơn một chút. Và với mini talk thì mình sẽ cần sự giúp đỡ các bạn, đó là các bạn hãy bình luận thật nhiều hơn nữa để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong số Mark Talk mỗi tuần. Và mục đích cuối cùng là để cho đội ngũ Mark Channel tương tác được nhiều hơn với các bạn khán giả. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mini talk đầu tiên, đó là Mỹ đã có Apple, vậy thì liệu Trung Quốc cũng có Apple hay không? Apple, ai cũng biết rồi đúng không ạ? Nổi lên như một thương hiệu công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Do đó việc các công ty khác coi họ như một tấm gương để hướng đến, để học tập hay thậm chí là sao chép y nguyên là điều mà không khó để nhận ra. Nhất là với một thị trường đông dân như ở Trung Quốc, nơi được coi là thị trường di động thông minh lớn nhất thế giới hiện tại, vẫn có tiềm năng để mở rộng hơn trong tương lai. Việc các công ty công nghệ Trung Quốc hâm mộ Apple là điều không cần phải bàn cãi, và thậm chí họ còn cố để lộ ra là mình đang làm như vậy. Do đó việc tìm ra một Apple tại Trung Quốc sẽ tương đối khó, bởi vì họ sao chép quá nhiều tại đất nước tỷ dân này. Cũng như chính bản thân Apple cũng đang là một tượng đài công nghệ khổng lồ tại đây. Do đó mình sẽ liệt kê ra một số tấm gương công nghệ điển hình nhất đang làm mưa làm gió tại đất nước này trong thời gian hiện tại để cùng các bạn đi tìm câu trả lời. Và ứng cử viên đầu tiên chúng ta không thể không kể đến Xiaomi. Cấu hình cao, thiết kế nhái, giá rẻ, bằng thành công. Đây chính là trường hợp điển hình nhất cho cả một công ty đều có chung một thần tượng, Tao Mỹ là như thế nào. Thậm chí đến cả CEO Lei Jun cũng không ngại gì khi chia sẻ mình là fan cuồng của Steve Jobs. Do đó không ngạc nhiên khi những đường nét thiết kế trên từng mẫu thiết bị này, ngay cả bao bì của sản phẩm họ đều có những đường nét khiến chúng ta gợi nhớ đến những chi tiết thiết kế tương ứng trên những chiếc iPhone hay là iPad. Tuy nhiên khác với Apple, chiến lược Xiaomi lại nằm ở cách phân phối cũng như là áp mức giá rẻ cho những sản phẩm chủ lực của họ. Và cho đến bây giờ thì chiến lược này vẫn chưa có dấu hiệu gì là lỗi thời cả. Và điều đó đã giúp họ có được đến 5,4% thị phần trên toàn thế giới di động năm 2015 vừa qua. Thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc là những nơi mà Xiaomi có thể phà hơi nóng vào gáy người đồng cấp ở Cupertino, Mỹ. Cupertino, Cupertino là cà phê đúng không? Rồi, Cupertino, Cupertino, Mỹ. Đấy, mình hơi nhầm tí. Do vậy về mức độ nhận diện thương hiệu cũng như là chiến lược bán hàng, rõ ràng là Xiaomi có thể so ngang với Apple tại đây. Ứng cử viên thứ hai, Huawei. Huawei P9, ngôi sao mới trong làng camera phone. Giống như Xiaomi, Huawei đã có một năm 2015 thành công khi tăng gấp đôi thị phần trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015, cao hơn tất cả các thương hiệu Trung Quốc khác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khác với Xiaomi, Huawei có một chiến lược rất chủ động, đó là sự đầu tư nghiêm túc vào công tác R&D, nghiên cứu và phát triển, như là sản xuất một số linh kiện di động cho riêng mình, như là vi xử lý, công nghệ mạng. Thiết bị của họ luôn có một dấu ấn nhất định về công nghệ áp dụng. Như là chiếc smartphone cao cấp nhất P9 mới nhất của mình, Huawei đã chứng minh cho cả thế giới phải tin rằng họ có thể làm được những chiếc điện thoại với những tính năng tầm cỡ mà không nhất thiết phải đi học ai cả. Ngoài ra thì cùng với sự hợp tác với nhiều nhà mạng di động lớn trên thế giới, họ có thể phân phối rộng rãi thiết bị của mình tới nhiều vùng lãnh thổ khác nhau mà không phải lo ngại vấn đề bản quyền như Xiaomi. Do đó nếu xét về sự sáng tạo trong tính năng cũng như một chiến lược đầu tư hiệu quả khi so với những công ty khác tại đất nước tỷ dân, thì cũng có thể ví Huawei như một Apple Trung Quốc, cũng chẳng sai. Ứng cử viên thứ ba đó là Samsung. Thật bất ngờ, sự trở lại ngọt ngào mang tên S7 với bộ đôi Galaxy S7 và S7 Edge mới nhất của mình, Samsung đang có một sự trở lại ngoạn mục trên thị trường di động với những tín hiệu đáng mừng về sự tăng trưởng thị phần. Trong khi đó thì Apple lại chứng kiến một đợt suy giảm lớn nhất trong lịch sử của họ. Điều này đã giúp Samsung củng cố vị thế là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc lại là một bức tranh không đẹp lắm với công ty Hàn Quốc, bởi sau khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, Samsung đã hoàn toàn bị chôn vùi tại thị trường này. Đỉnh điểm là kết thúc năm 2015 vừa qua, họ đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi bè lũ Xiaomi và những người bạn. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì với chiến lược đầu tư nghiêm túc đến tất cả các dòng sản phẩm của họ như hiện tại,
cũng như thành công của bộ đôi Galaxy S7 trên thị trường tỷ dân, cũng như mức độ nhận dạng thương hiệu của Samsung vẫn thuộc hàng lớn bậc nhất tại đây, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng sự trở lại vị trí top đầu của Samsung vào một ngày không xa, nhưng ít nhất chưa phải lúc này. Và ứng cử viên cuối cùng còn bất ngờ hơn cả Samsung, đó chính là Apple, chiếc iPhone thành công nhất trong lịch sử tại Trung Quốc. Ai có thể làm tốt hơn một Apple Trung Quốc hơn chính Apple? Đó không chỉ là tên gọi, không phải tự nhiên mà táo Mỹ lại có một lượng fan cuồng khổng lồ đến như vậy. Cũng như tại thị trường quê nhà, Apple đã kết thúc năm 2015 với một thị phần lên tới 40%, thách thức tất cả các đối thủ khác. Tuy nhiên, chúng ta đang nói đến Trung Quốc và điều này đồng nghĩa với việc táo Mỹ sẽ khó có thể bắt nạt các đối thủ khác dễ dàng như ở nhà mình được. Về cơ bản thì tuy rằng Apple vẫn được coi là thương hiệu điện thoại thông minh sang trọng và cao cấp nhất tại Trung Quốc, nhưng thị phần của họ lại chưa thể nói lên nhiều tại đây. Bởi các đối thủ sân nhà khác như là Xiaomi hay là Huawei đều có khả năng tung ra những sản phẩm với cấu hình tương đương nhưng với mức giá rẻ chỉ bằng một nửa. Nhưng vấn đề cũng lại chính ở mức độ nhận diện. Không một hệ điều hành di động nào khác được trang bị một kho ứng dụng chất lượng bậc nhất như iOS của Apple. Do đó, dù không phải thương hiệu phổ cập nhất tại đây thì Apple vẫn có thể tự tin với số lượng fan hâm mộ hùng hậu và trung thành tại đất nước tỷ dân. Các bạn biết đấy, giải break luôn đến từ Trung Quốc đầu tiên. Vừa rồi là những quan điểm của mình về việc tìm ra một Apple của Trung Quốc. Vậy ý kiến của bạn như thế nào? Hãy bình luận vào bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.